Cô Hân chào các em trường trung học cơ sở Chu Văn An đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về tế bào. Dựa vào những kiến thức đã học và những hình ảnh dưới đây, các em hãy cho cô biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào. Chúng ta có những sinh vật sau: con mèo, tảo tiểu cầu, vi khuẩn E. coli, con voi, hoa lan và trùng roi xanh. À, rất dễ nhận ra phải không các em? Chúng ta có con mèo, con voi, cây hoa lan là những sinh vật được cấu tạo từ nhiều tế bào. Những sinh vật được cấu tạo từ nhiều tế bào được gọi là sinh vật đa bào. Có những sinh vật đa bào thì cũng có những sinh vật được cấu tạo bởi một tế bào. Người ta gọi đó là sinh vật đơn bào. Vậy những sinh vật đơn bào và những sinh vật đa bào có đặc điểm như thế nào? Các em cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay, chủ đề 7, từ tế bào đến cơ thể. Bài 19, cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Của bài học ngày hôm nay gồm có 2 phần, cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Trên đây là hình ảnh của một cơ thể đơn bào, đó là hình ảnh vi khuẩn và trùng roi xanh. Các em hãy quan sát thật kỹ. Đây chính là hình ảnh mà bài học trước chúng ta đã tìm hiểu rồi đó. Trên hình có 4 bộ phận người ta đánh dấu 1, 2, 3, 4. Nhiệm vụ của các em là quan sát và tìm hiểu cho cô biết từng vị trí này tương ứng với các bộ phận nào của tế bào. Bây giờ chúng ta cùng xem ha. 1 là màng tế bào, 2 là chất tế bào, 3 là nhân tế bào, 4 là phùng nhân. Các cơ thể sinh vật này được cấu tạo từ một tế bào. Và tế bào gồm có các thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân hoặc phùng nhân. Em hãy chỉ ra điểm chung nhất của các cơ thể trong hình bơm. Trùng roi xanh và vi khuẩn đều được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào gồm có 3 thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân hoặc phùng nhân. Đó là điểm chung nhất của 2 cơ thể trùng roi và vi khuẩn đó các em. Trong thực tế, các em có quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng mắt thường không? Vì sao? À, trong thực tế, trùng roi xanh và vi khuẩn chúng ta không quan sát được bằng mắt thường vì cơ thể chỉ cấu tạo từ một tế bào. Mà tế bào này có kích thước hiển vi, cho nên chúng ta phải quan sát dưới kính hiển vi quang học. Đối với trùng roi, chúng sống trong nước như ao hồ, đầm lầy, ruộng lúa, kể cả những vũng nước mưa. Cơ thể trùng roi là một tế bào có kích thước hiển vi xấp xỉ 0,05mm. Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có một roi dài. Chiếc roi này xoáy vào nước mục đích là giúp cho cơ thể chúng di chuyển. Cơ thể trùng roi tạo bởi một tế bào gồm màng cơ thể, nhân, chất tế bào. Trong chất tế bào có chứa các bào quan, trong đó thì có lục lạp chứa diệt lục khoảng 20 hạt. Chúng thực hiện quá trình quang hợp. Và điểm mắt giúp cho chúng nhận biết được ánh sáng. Chính vì vậy, ở những nơi có ánh sáng, trùng roi sẽ dinh dưỡng bằng hình thức là tự dưỡng bằng các hạt diệp lục như các loài thực vật. Còn khi ở những chỗ tối lâu ngày, trùng roi sẽ mất dần màu xanh. Nhưng chúng vẫn sống được chính là nhờ quá trình đồng hóa những chất hữu cơ hòa tan do xác sinh vật khác chết phân hủy. Đây chính là hình thức dinh dưỡng dị dưỡng. Chúng sinh sản vô tính bằng hình thức phân đôi cơ thể theo chiều dọc. Chính vì vậy, khi gặp điều kiện thuận lợi, nắng ấm vào thời điểm cuối xuân, chúng sẽ sinh sản rất nhanh, tạo nên những lớp váng màu xanh trên mặt nước như thế này. Còn khi chúng gặp điều kiện bất lợi, trùng roi và một số các loài động vật đơn bào khác sẽ có hiện tượng kết bào xác xảy ra như sau. Ban đầu sẽ thoát toàn bộ nước thừa, cơ thể thu nhỏ lại, hình thành vỏ bao bọc bên ngoài cho đến khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng sẽ chui ra khỏi bào xác. Ngoài trùng roi ra thì trong váng màu xanh trên mặt ao còn có một sinh vật khác, đó chính là tảo lam. Tảo lam có hình cầu, sống dưới nước ao hồ,
Đến mùa sinh sản, chúng tạo nên váng xanh. Môi trường nước xuất hiện hai loài sinh vật này, đó chính là biểu hiện môi trường nước ở đây đang bị ô nhiễm rất nặng. Có khoảng 6.000 loài tảo lam, nhiều loài sống cả đời với dạng đơn bào. Cơ thể của chúng có đầy đủ bộ phận của một tế bào, mang tế bào, chất tế bào và nhân. Ngoài ra, trong tế bào của tảo lam có chứa các lục lạc giúp chúng tổng hợp chất hữu cơ để nuôi cơ thể giống như là trồng roi khi có ánh sáng. Cơ thể của chúng có đầy đủ bộ phận của một tế bào, mang tế bào, chất tế bào và nhân. Ngoài ra, trong tế bào của tảo lam có chứa các lục lạc giúp chúng tổng hợp chất hữu cơ để nuôi cơ thể giống như là trồng roi khi có ánh sáng. Biết cơ thể đơn bào là gì? Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. Ví dụ trùng roi xanh, mọi hoạt động sống, ví dụ như là lấy thức ăn, tiêu hóa thức ăn, hô hấp, vận động, sinh sản, trả lời các kích thích từ môi trường đều được sinh vật đơn bào thực hiện trong khuôn khổ của một tế bào. Đó là những cái đặc điểm liên quan đến sinh vật đơn bào. Các em hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên. Chúng ta có trùng biến hình, trùng đế dày, tảo lục đơn bào, vi khuẩn lao và vi khuẩn E. coli. Đó là những cái sinh vật đơn bào trong tự nhiên đó các em. Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. Ví dụ trùng roi xanh, trùng biến hình, tảo lục, vi khuẩn E. coli. Đó là nội dung các em cần phải ghi bài. Chúng ta cùng tìm hiểu về cơ thể đa bào. Cây cà chua là một đại diện cho sinh vật đa bào. Cây cà chua này được tạo nên bởi các bộ phận rễ, thân, lá, hoa, quả. Các bộ phận này được tạo nên từ các tế bào, như các tế bào lông hút ở rễ, tế bào mạch dẫn của thân, tế bào biểu bì của lá. Vậy các em có biết các tế bào này trong cơ thể làm nhiệm vụ gì không? Để duy trì sự sống cho cơ thể, các tế bào này đã chuyên biệt các chức năng như tế bào biểu bì ở lá làm nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận bên trong lá và giúp cho ánh sáng siêu vào bên trong lục lạc để tổng hợp các chất hữu cơ. Tế bào mạch dẫn thân có chức năng vận chuyển những chất đi đến các bộ phận trong cơ thể. Tế bào lông hút ở rễ thì có chức năng hút nước và muối khoáng từ môi trường bên ngoài vào cơ thể. Em hãy nêu điểm khác biệt về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy cho cô biết cơ thể đa bào là gì? Hình 19.1 là sinh vật đơn bào. Cơ thể chỉ cấu tạo gồm một tế bào thực hiện các chức năng đơn giản. Còn hình 19.2 là sinh vật đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào, cấu tạo phức tạp, chuyển hóa thành nhiều cơ quan, hệ cơ quan để thực hiện các chức năng sống. Bây giờ mình sẽ sang phần bài tập nhận dạng cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Cô có các đại diện sau: vi khuẩn E. coli, trùng roi xanh, cây bưởi, con ếch. Các em cho cô biết đâu là cơ thể đơn bào, đâu là cơ thể đa bào nha. Đầu tiên, mình sẽ xác định số tế bào cấu tạo nên cơ thể ở vi khuẩn E. coli. Một tế bào hay nhiều tế bào các em? Là một tế bào. Như vậy nó sẽ là cơ thể đơn bào. Còn cái bưởi cấu tạo nhiều tế bào hay một tế bào? Nhiều tế bào, là cơ thể đa bào. Còn trùng roi xanh, cấu tạo tế bào của nó chỉ là một tế bào, cho nên nó là cơ thể đơn bào. Con ếch, số tế bào cấu tạo nên cơ thể là nhiều tế bào, cho nên con ếch sẽ là sinh vật đa bào. Cơ thể đa bào là gì? Là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào. Các tế bào này thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể. Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các loại tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào lông hút.
Cơ thể động vật được cấu tạo từ các loại tế bào như tế bào bì bì, tế bào cơ, tế bào thần kinh. Ví dụ, cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất, con ếch đồng. Các em chép bài nội dung phần này vào tập cho cô nhé. Phần củng cố. Sự khác biệt giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Cơ thể đơn bào thì cấu tạo cơ thể chỉ là một tế bào. Còn cơ thể đa bào là cơ thể cấu tạo được nhiều tế bào, thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể. Xem bài tập tiếp theo. Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con rắn, chuông dây, con báu gấm, con ốc sên, con cua đỏ, tảo lam, con ngựa phằn, vi khuẩn đường ruột, cây lúa nước, cây dương xỉ. Em hãy sắp xếp các sinh vật thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Rồi bây giờ các em sắp xếp cho cô vào hai nhóm nào. Tảo lam, trùng roi xanh, vi khuẩn E. coli, trùng dày là nhóm sinh vật đơn bào hay đa bào các em? Nó sẽ là nhóm cơ thể đơn bào. Vậy cơ thể đa bào sẽ gồm có những sinh vật nào? Cua đỏ, con rắn, cây ổi, con ngựa phằn, con ốc sên, con gấm báu, cây bắp cải, cây dương xỉ và cây lúa nước. Các em đã làm đúng hết chưa nào? Bạn nào sai thì các em sửa phô cho cô nhé. Em hãy kể tên một số cơ thể sinh vật không quan sát được bằng mắt thường. Ngoài trùng roi xanh, trùng đế sày, vi khuẩn E. coli sống trong đường ruột thì chúng ta còn có vi khuẩn lao, trùng biến hình, vi khuẩn tả. Vi khuẩn lao và vi khuẩn tả sống trong cơ thể người, gây bệnh ở người đó các em. Các em về nhà học bài, chép bài và xem trước bài 20 cho cô. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các em, chúc các em học tốt.